Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này người dân tại các địa phương trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đang tập trung mọi nhân lực, vật lực thu hoạch lạc xuân, khẩn trương giải phóng đất cho sản xuất vụ mùa, đảm bảo kịp thời vụ. Vụ lạc xuân năm nay, huyện Lục Yên gieo trồng hơn 700 ha lạc với các cấu chủ yếu là giống lạc đỏ địa phương, tập trung ở những xã như Minh Xuân, Vĩnh Lạc, Minh Tiến. Nhờ tập trung gieo trồng đúng lịch thời vụ, cung ứng đủ nguồn giống, phân bón cho bà con nông dân, tập trung phòng trừ các loại sâu bệnh, đồng thời đưa vào thử nghiệm các giống lạc mới cho năng suất cao nên toàn bộ diện tích lạc xuân của huyện phát triển tốt cho năng suất cao. Thời gian này, tranh thủ thời tiết thuận lợi trên khắp các cánh đồng bà con nông dân trong huyện đang tập trung ra đồng thu hoạch lạc xuân, giải phóng đất cho sản xuất vụ mùa đảm bảo kịp thời mùa vụ. Qua đánh giá, năng suất lạc xuân năm nay ở Lục Yên 21,5 tạ trên hecta, sản lượng đạt 1.500 tấn. Những năm qua, huyện số Cổ tỉnh Sơn La đã ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Huyện đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị, tổ chức đoàn thể và các xã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông nông thôn. Cùng các nguồn hỗ trợ theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới huyện đã vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất, cây cối, đóng góp tiền mua vật liệu và ngày công lao động để làm đường. Theo thống kê, từ năm 2013 đến nay, huyện Sóc Cộp đã hoàn thành gần 1.500 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 190 km với tổng kinh phí trên 176 tỷ đồng. Hiện nay, 8 trên 8 xã của huyện đã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa, nhiều tuyến đường liên bản được hoàn thành, mở ra cơ hội cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các ngành mông ở Lào Cai, người mông đen ở Sapa vẫn còn lưu truyền nghề làm trang phục truyền thống. Đặc biệt, nghệ thuật tạo ra hoa văn cũng như kỹ năng và sáng tạo của người mông đen đã được ngành văn hóa ở Lào Cai đưa vào danh mục lập hồ sơ đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Phụ nữ người Mông từ ngày còn thơ bé đã được bà, được mẹ truyền dạy may theo trang phục truyền thống. Để tạo ra một bộ váy áo người Mông đen ưng ý, phải trải qua nhiều công đoạn, từ trồng lanh, xe sợi, dệt, tạo hoa văn, nhuộm, cắt may. Những chi tiết cầu kỳ trong cách tạo hoa văn bằng sắp ong hay hoa văn nổi sau khi vải được nhuộm đều cần có những đôi bàn tay thạo nghề, khéo léo. Học cái này thì từ hồi nhỏ, từ lúc vừa mới học tiểu học là được dạy rồi. Con gái, người mông ai cũng, ai cũng phải học qua những cái này và 60. Truyền thống này là từ sư bố mẹ tôi làm thì không thể thay đổi được. Tôi cũng phải giữ cái nghề này lâu dài, phải dạy cho con gái, con dâu biết làm. Sau này mình già đi thì còn có người còn biết làm chứ. Ở thôn Hòa Sử Bán, xã Mường Hoa, kinh tế du lịch phát triển khá bài bản và thu hút ngày càng nhiều du khách trong rất nhiều lợi thế thì nghề làm trang phục truyền thống của đồng bào Mông nơi đây chính là kho báu hết sức giá trị đang được chính quyền địa phương quan tâm khuyến khích phát triển. Xã đã xác định để mà thu hút được khách du lịch ấy thì cái việc mà giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đặc biệt là các cái trang phục truyền thống của đồng bào đây là một trong những cái nét mà để thu khách du lịch đến với địa phương chính vì vậy mà xã đã có những cái chính sách khuyến khích đối với bà con để tạo động lực cho bà con như là mở các cái lớp thâu thổ cầm để bà con giữ gìn và phát huy cái bản sắc truyền thống của dân tộc. Từ sự tinh tế độc đáo trong cách tạo hoa văn, sự khéo léo sáng tạo của trẻ em phụ nữ, nghề thủ công truyền thống của người Mông Sapa đã được ngành chức năng quan tâm phục dựng, lập hồ sơ đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể có cái chất liệu bằng vải lanh và nghệ thuật theo trang trí trên trang phục thì đó là cái nét nổi bật để chúng tôi lựa chọn làm hồ sơ di sản đề nghị Bộ Văn hóa công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghề thủ công truyền thống làm trang phục của dân tộc Mông Đen Sapa được đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể là cơ hội để nâng tầm giá trị của nghề, giúp đồng bào có thêm động lực biến di sản thành tài sản, cải thiện chất lượng cuộc sống thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tây bắc chuyển động ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt